Lỡ đọc rồi trả lời luôn ha. Có bầu và cho con bú có thể dùng reser không chị? Em cảm ơn. Hồi nãy mình cứ nghe là nói là dùng ít thanh được không? Con xin mời lãnh đạo Phương Đông ạ. Lỡ đọc câu hỏi rồi. Ok, cảm ơn chị với cái câu hỏi vừa rồi. Vậy thì không biết là cái kiến thức mà các anh các chị chúng ta nghe ở các buổi chia sẻ về sản phẩm reser của những cái bài trước các lãnh đạo kia chia sẻ như thế nào? Nhưng mà riêng Phương Đông á, với những gì mà mình cảm nhận và với kiến thức mình được học, thì cái sản phẩm Reser ở đây chúng ta đừng bao giờ gọi nó là thuốc để chúng ta phải kiêng cữ chống chỉ định cái gì hết. Ở đây nó là sản phẩm từ các loại trái cây quý. Tuy nhiên, nếu như những người phụ nữ đang có thai, cái này cũng là một cái kiến thức rất là quan trọng để cho các anh chị, là cái vũ khí mà trang bị khi mình chia sẻ bên ngoài thị trường nha. Tất cả những điều Phương Đông nói là các anh chị phải khắc cốt ghi tâm, bởi vì những cái đó là Phương Đông đang đi sao chép đấy ạ. Chúng ta không khuyên ai, những người đang có bầu cho con bú dùng sản phẩm cả. Chúng ta chỉ cần chia sẻ cho họ những thông tin để cho họ tự quyết định, mặc dù nó là vô hại. Nếu như bản thân, nếu như cái người sử dụng là Phương Đông đang có bầu thì Phương Đông vẫn cứ sử dụng. Tại sao vậy? Các anh chị thấy rõ ràng là tất cả những người bên nước ngoài á, từ bên Đài Loan cho đến là bên Mỹ, bên Pháp vân vân, thì người ta chăm sóc về sức khỏe cho bà mẹ và thai nhi rất là kỹ lưỡng, rất là khoa học. Tại sao họ đang sử dụng Reserve mỗi ngày, đúng không ạ? Chứ họ không phải bảo là có bầu không được sử dụng. Tuy nhiên thì ở đây có một cái vấn đề nó xảy ra như thế này. Trong cái quá trình thời gian qua mà chúng ta thấy được rằng là thực phẩm bẩn ô nhiễm đó, và tất cả các cái tác nhân nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe, không chỉ là những người bình thường và những người có bầu thì ảnh hưởng sức khỏe cũng không nhỏ bởi những tác nhân chung, được chưa? Vậy thì có thể có khả năng là con cái trong thai nhi của họ, trong cái thời gian thai kỳ đó, nó không khỏe mạnh từ trước, đúng không ạ? Nó cũng không đầy đủ từ trước. Ví dụ là nó thiếu, nó khiếm khuyết sứt môi hay là hở hàm ếch gì đó chẳng hạn. Và đi khi mà họ không có điều kiện để họ tầm soát cái quá trình thai nhi nó ra làm sao, tiến triển như thế nào, thiếu đủ gì hay chăng. Hoặc là họ có tầm soát nhưng mà lại có những cái mà tầm soát lại không được nữa. Và khi sử dụng Reserve vào thì sao ạ? Thì bắt đầu khi sinh ra cái đứa con của họ nó không có đầy đủ nguyên vẹn hình hài. Nó thiếu cái nọ, nó thừa cái kia. Thì các anh chị thấy điều gì xảy ra? Có phải rằng bắt đầu họ vin vào cái cớ đó, họ đổ thừa cho các anh chị không ạ? Cho nên là mình ở đây không phải là một người là bác sĩ, không phải là thánh nhân để chúng ta đảm bảo với tất cả mọi thứ. Chúng ta chỉ biết rằng ngày hôm nay cái sản phẩm này hãy đừng bao giờ nghĩ rằng nó là thuốc. Và đừng bao giờ đi tìm những cái vụ khó để mà xử lý. Những vụ nó có dễ xảy ra các vấn đề. Các anh chị cũng chẳng hiểu được kiến thức, các anh chị cũng không nắm rõ được. Và bản thân các anh chị không thể chịu trách nhiệm được với bản chính, với tất bất kỳ ai, đúng không ạ? Chỉ có mỗi người tự chịu trách nhiệm với chính mình thôi. Nếu như mà các anh chị chia sẻ cho họ đủ thông tin và họ đang có cái vấn đề cần thiết phải sử dụng mà không phải sử dụng, không sử dụng được thuốc Tây, đúng không ạ? Ví dụ như họ đang bị ung thư, có bầu mà đang bị ung thư, hay là đang bị một cái vấn đề gì rất là nghiêm trọng mà họ không thể nào sử dụng bằng hóa trị, xạ trị hay thuốc Tây, thì đây chính là cái giải pháp của họ. Chỉ có mỗi giải pháp này duy nhất thôi, không còn giải pháp nào khác hơn được nữa. Nhưng mà nếu những người họ không có các vấn đề đó, họ rất là bình thường, thì chúng ta cũng chẳng dạy gì mà phải chia sẻ nhiều làm gì cả. Thiếu gì người mà chúng ta lại cứ đi tìm những cái vụ khó để mà làm, đúng không ạ? Chúng ta chỉ chia sẻ với họ rằng tôi thấy sản phẩm này quá tốt, và những người có bầu trên thế giới họ cũng vẫn đang sử dụng. Tôi chỉ chia sẻ cho bạn thông tin thôi. Còn cái việc dùng hay không dùng là do bạn quyết định. Thế thôi. Hoặc là như chị nào mà đang hỏi mà chị đang có bầu đó, hoặc là đang cho con bú đó, thì chị thấy được là tất cả những thông tin mà cung cấp cho chị về sản phẩm, chị cảm thấy rằng mình có thực sự an tâm để mình dùng hay không. Chị đã an tâm rồi, chị đã ra quyết định chị sử dụng rồi, thì ok, chị cứ việc sử dụng. Và các vấn đề chị đã đưa ra quyết định của mình thì chị tự chịu trách nhiệm cái vấn đề của mình đã quyết định, được chưa? Chúng ta không chịu trách nhiệm thay dùm ai hết.